điện thoại tôi đâu rồi? Ông có để quên đâu không? Ấy có khi nào tôi để quên trên lớp không? Ờ. Thôi ông để chờ tôi nha. Tôi quay lại lớp tôi lấy điện thoại coi. Ờ, đi lẹ nha Long. Rồi. Gia đình có chuyện gì hả anh trai? Trai, có tiền cho anh ít, chích đi. Anh bị bệnh gì mà chích hả anh trai? Anh tới giai đoạn cuối rồi. Anh trai, em học sinh mà làm gì có tiền anh trai? Làm cái gì? Làm bạn anh nhé. Để đi. Chết thật. Này, mình mất căng thẳng là được không anh? Em còn đây một ít ít ngân lượng để em. Ở đây anh thấy muốn cà phê mời người ta. Đàn ông gì mà có mấy chục ngàn bó bóp. Minh ơi, ủa anh làm gì bạn em vậy? Gì? À, lại muốn em dạy võ cho anh nữa hả? Giúp anh đi mà, anh vả quá anh mới nhờ em á. Anh không nhớ là trước đây em đã từng dạy võ cho anh. Và em nói với anh câu gì anh nhớ không? Em nói là anh nên đi học múa hơn là đi học đánh võ đó, anh nhớ không? Mệt chưa? Thì anh nghĩ học võ cũng giống học múa mà. Người ta mới kêu là múa võ đó. Chứ anh đi mẫn. Nhưng mà cái gì nó cũng không miễn phí đâu. Phải có tính phí đàng hoàng. Thằng này, anh em mà mày đối xử với nhau vậy hả? 500 ngàn. Mày bị điên hả mẫn? Biết 500 ngàn lớn lắm không? 400. Mày có bị khùng không mẫn? 300 ngàn hả? Mẫn, 200 hả mẫn? Bây giờ muốn nhiêu? Ủa anh tưởng em bị liệu chứ em sẽ rút xuống một chứ. Không có lằng nhằng nữa, chốt giá 200 ngàn. Lên chuẩn bị lên sườn thượng tập nè. 200 thì 200. Mày vậy nha, mốt tao lớn lên tao giàu đi, đừng có qua nhà tao bấm chuông mà xin tiền nha. Để coi ai xin tiền ai. Mệt chưa? Anh đứng dậy nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Toàn la với hét với rặn không à. Không có tốt chất võ thuật chút nào luôn á. Oh, hello everybody. Bạn thân, nhớ bạn lắm luôn á. Làm gì vậy?
qua đúng lúc á. Ừ, có chuyện nhờ bạn nè. Trời, bạn đừng nhờ tôi hết, tôi giúp hết. Chuyện gì bạn? Làm bài thế giỏi như năm tôi đi. Cái gì? Làm bài thế với ông nội nãy hả? Ừ. Trời ơi, bạn làm vậy là bạn sỉ nhục mình đó. Trong trường là mình cũng số má lắm đó. Bạn kêu thử ai thử này, nó yếu lắm. Mình búng cái lệnh chết liền à. Sao thì có làm không? Dạ.